Thông thường mình có xem là các video mình đã làm chia sẻ về những cái kiến thức và kinh nghiệm của mình, thì mình nhận được một câu hỏi của bạn bạn kia là hôm bạn ấy có comment như thế này: em rất là chán công việc hiện tại này rồi, nhưng mà em lại thay đổi, anh cho em xin lời khuyên với. Ok, mình thấy rằng để mà các bạn tiếp tục đi hay ở hay tiếp tục làm công việc hay là các bạn di chuyển sang một môi trường mới, thì các bạn nên dựa vào một số lý do chính như sau. Thứ nhất là công ty có giúp bạn có được nguồn thu nhập mà các bạn mong muốn hay không. Thứ hai là môi trường ở đó phù hợp với bạn hay không. Và thứ ba là nếu các công ty đó có thể giúp bạn phát triển bản thân, phát triển được kỹ năng chuyên môn này, đấy, phát triển được kiến thức này, thì các bạn có thể ở lại. Nếu những cái tiêu chí đó không được thỏa mãn, các bạn có thể làm một thời gian mà thấy mình vẫn đậm chân tại chỗ này, và bạn cảm thấy nó không còn phù hợp với những cái yếu tố mong muốn của mình nữa, thì các bạn có thể nghỉ cũng được, nó không phải là vấn đề gì cả. Còn mình thấy rằng là ngoài cái việc đấy ra, thì việc các bạn lựa chọn cho mình những người mentor, những người dẫn dắt cho mình trong cái hành trình phát triển sự nghiệp rất là quan trọng. Nó không khác gì cái việc các bạn lựa chọn đúng vợ, đúng người bạn chồng, những người đồng hành cùng các bạn cả. Còn nếu các bạn lựa chọn sai thì sự nghiệp của các bạn sẽ thực sự là sẽ rất vất vả, vì mình phải lần mò và mình phải sửa từng cái sai một mà không có một cái định hướng nào cả. Ở đây là mình đưa ra các cái góc nhìn, các cái tiêu chí bạn có thể tham khảo nhé. Còn các bạn có thể phân tích kỹ hơn, ví dụ như là về dòng tiền này, về tài chính gia đình. Ví dụ như các bạn nghĩ công việc hiện tại thì sau 6 tháng, sau 1 năm nữa các bạn có cái gì để các bạn duy trì cuộc sống hiện tại không? Đấy, tại vì thực ra khi là một cá nhân đấy, là một cá nhân nghỉ việc thì câu chuyện nó sẽ nên đơn giản hơn rất nhiều. Các bạn có thể hy sinh một thứ ăn mì tôm để khởi nghiệp được. Nhưng mà nếu mà là các bạn có gia đình, có con cái rồi, thì ví dụ lựa chọn cái dòng tài chính của bạn có thể là mình có thể nghĩ đến 6 tháng, 1 năm mà mình gia đình mình vẫn có thể sống tốt được, thì các bạn có thể lựa chọn cái thử thách này. Còn nếu không thì khi mà mình nghỉ việc mà cả gia đình có một nguồn thu trông chờ vào cái sức lao động thôi, thì đấy là một trở ngại rất là lớn. Quá trình các bạn đang làm video này, hay là các bạn đang làm website này, các bạn đang làm một cái gì đấy, các bạn đi chia sẻ, mà trong khi mà nói thật các bạn luôn, khi mà mình đi chia sẻ mà cái bụng mình đang đói thì rất khó để có thể nói về thứ mạch lạc, thứ hai là tâm trạng đâu, cảm xúc ở đâu để chia sẻ cho người khác, trong khi bản thân mình đang gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo nhé.